Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách cả lam nhận được 200 triệu đồng token Dien Hot nha. Một số thông tin về đồng token này, số tổng cung phát hành là 1 triệu tỷ, đã có 242 tài khoản hồ sơ và đã phát sinh 501 đợt giao dịch. Rồi, cũng như thường lệ, đầu tiên các bạn truy cập link website lam.com.net, nên truy cập website để mình để phía dưới mô tả video nha. Sau khi đã vào được website, các bạn làm V2 mới dẫn chân cho mình. Bước 1 các bạn sao chép chắc đi. Bạn có thể sử dụng khớp của công tác nhanh ở đây, sau đó qua Face, sau ví để các bạn có một chút ra lớp rồi. Bạn đi tiếp tục token, bạn dẫn dán cái địa chỉ token này vào. Ký hiệu LHULT với token 18. Các bạn nhấp Add Token và nhấp Import Token nha. Sau khi đã được để thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website Clamorous.net. Tìm tới bước 2, nhấp vào link du họ đây để nhận token nha. Rồi, các bạn cả Clamorous bạn nhanh nhấp vào phần này nha. Đây sẽ là phần mua, các bạn có được hiển thị mua hoặc không qua tổng cả làm nhấp vào phần này. Chương trình AirDrop sẽ kết thúc vào 4 bước rồi nữa. Rồi nơi có kết nối ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối nhé. Ví ra là 0.000.06 đây là đây, nhấp xác nhận thêm được. Rồi giao dịch đang được xử lý. Bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website của Clamorous.net để cập nhật tình trạng những thị trường token mới nhất trên nền tảng Binance Smart Chain nhé. Ngoài ra nếu bạn là chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance mới CV cũng như sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh. Các bạn lưu ý của BTP phải này là những dự án sắp kết thúc không được chấp nhận sắp kết thúc, nên là những người gần nhất được đặt ở bên trên. Các bạn vào ra lại những dự án nào chưa tham gia thì cố gắng tham gia nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách làm nhận được 200 triệu đồng token Dien Hot. Các bạn có thể ủng hộ kênh và đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.